đây là nhà tù mạnh nhất thế giới. Cho dù bạn đến từ bên trong hoặc từ bên ngoài, không thể thấy cửa tù mở. Sau đó, quản giáo ở đây cũng khá có trách nhiệm. Khi họ bắt được anh có động cơ trốn thoát, hậu quả sẽ rất tai hại. Con chó già bên trái biết rằng. Vì vậy, rút súng cao su ra và yêu cầu các lính canh quay lại và kiểm tra lại. Nhưng ai có thể nghĩ rằng kẻ ngốc này đã nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Cho đến khi nhìn thấy chiếc súng cao su trong tay con chó già, anh ta đập vào đầu con chó bên phải. Nó rõ ràng, anh ấy biết cách trả thù. Bên cạnh đó, đồng hồ trong tù cũng là nhân đạo. Con lắc là một quả cầu sắt lớn, thang thời gian cứ sau 10 năm. Cách này, để đảm bảo rằng các tù nhân được ngủ đủ giấc, nó cũng đảm bảo rằng cổng nhà tù là vô ích. Ở đây, những người tù đều là những người tài năng. Mọi người đều là chủ, cũng giống như con chó đen này. Không chỉ ngáy có thể đập quả bóng sắt vào mặt, còn có thể trở tay một quyền, chính xác 3 điểm. Con chó địa phương bị giam cầm 2 năm rưỡi này thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chỉ cần mở một mắt, bạn có thể dùng 2 ngón chân trực tiếp khóa cổ ruồi. Chú chó vừa vào tù đang đào hầm, thấy cai ngục đến, anh ấy thậm chí đã đến với một bài rap. Nhìn vào lỗ này, anh ấy to và tròn. Nhìn cái sảnh này, anh ấy dài và rộng. Tên cai ngục nghe xong lập tức đi lên, không thể không quay lại và xin anh ấy chữ ký, và hứa rằng anh ấy đã không nhìn thấy bất cứ điều gì. Đã đến giờ ăn, con chó già ngày trước muốn vượt ngục. Để đảm bảo sự thành công, anh ta cũng tuyển mộ một số lượng lớn tù nhân cùng chí hướng. Nhưng ai biết lời nói truyền đi, chú chó ngớ ngẩn cuối cùng đã thực sự đến tay cai ngục. Sau đó, anh ta bị đánh vào đầu con chó bằng một cây gậy. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của lão chó cả. Các tù nhân lập tức náo loạn. Con chó già đã nhân cơ hội trốn thoát dưới vỏ bọc của chúng. Không ngờ vừa bước 2 bước, 2 cai ngục bật lên và tóm lấy mông anh ta. Thấy vậy, con chó già này ra một ý tưởng, nhắm mắt lại và giả vờ như đang mộng du. Sau đó, anh ta đi đi lại lại giữa phòng giam mở và hành lang, bắt 2 cai ngục và nhìn lại họ. Sau khi giải quyết rắc rối trước mắt, con chó già hát suốt chặng đường và cứ đi. Hãy đến với người cai ngục canh cửa, biết anh ấy thích âm nhạc. Sau đó là màn ngẫu hứng ca hát nhảy múa. Sau đó chờ giám thị nhìn mê mẩn, anh phóng thẳng ra khỏi cổng. Quản ngục không những không đuổi theo khi nhìn thấy kẻ ngốc này, có vẻ như nó vẫn chưa hoàn thành. Tôi không nhận ra mình đã bị lừa cho đến khi phản ứng lại. Vì vậy, hãy rút còi ra. Anh lập tức phái tất cả cai ngục đi xe đạp đuổi theo. May mà vẫn kịp, không mất nhiều thời gian để họ ở trong một tòa nhà. Con chó già được tìm thấy trong ngôi nhà cũ. Sau đó hai bên đánh nhau ác liệt. Con chó già với 2 khẩu súng trong tay. Chỉ bằng vài phát súng, mũ của 4 cai ngục đã bị hất tung. Và phía cảnh báo không thể hiện sự yếu kém, nhét mõm vào ống nước là chắc. Sau đó, viên đạn trúng sân sau của con chó già từ vòi hoa sen. Anh ta mất cảnh giác đến mức chỉ có thể trèo vào lò sưởi, rồi đợi con chó già thò đầu ra khỏi ống khói. Cai ngục lại nổ súng, bắn thẳng con chó già ra khỏi đầu, rơi vào xe cảnh sát bên dưới. Cuối cùng, dưới sự đàn áp bằng gậy của cai ngục, chú chó già đáng thương bị bắt giam trở lại nhà tù. Nhưng nó ổn mà. Những người bạn tù cũ của anh ấy và tên cai ngục ngớ ngẩn đó vẫn ở bên anh ấy. Những ngày tiếp theo, trở lại thời gian hạnh phúc,